Ui, ui, con người chạy tới. Con bé chạy tới. Con bé đang chạy tới. Con bé chạy tới. Ui, con nhện này. Con nhện kìa. Mọi người xem nhé, tôi không xem đâu. Ok, what's up man, welcome back to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi mới sau khi chúng ta vừa kết thúc xong cái tựa game Inmost. Hôm nay thì tại vì mình chưa kiếm được trò game nào, trò nào mới để chơi, cho nên là mình đã thử lên lướt itch.io thử thì thấy có cái trò là The Last Train to Home à. Mình không nhớ tên lắm, The Last Train Home hay sao ấy. Thì mình thấy là hình như là cái trò này là một cái trò chơi có vẻ là ngắn ngắn, cũng dễ để mình chơi, gọi là trong lúc mà mình tìm kiếm những cái trò mới mà cho mọi người xem. Ok, không có cần phải chờ đợi luôn, mình vào game luôn. Thì đây hình như là một cái tựa game. Đây là hình như là một cái tựa game indie và kinh dị một tí, để xem nào. Mình phải di chuyển bằng các nút xuống trái phải hả? Ok, mình đã tăng to tiếng lên để cho trải nghiệm mình được tốt nhất, ít để tương tác này. Ok, ông này đang ngủ. Mình đi qua các toa tàu hả? Chết thật, cái bật lửa này không hoạt động được. Có một ông đang hút thuốc và bật lửa của ông không chạy được. Có một cô bé hả? One two buckle in my shoe. Mình thật sự không hiểu mấy cái câu này nha. Chắc là một loại vè hay một loại gì đó của các bạn. Quầy nhìn kinh vậy. Nó bị gì vậy? Ui, đang nôn hả hay là gì vậy? Ui, nhìn kinh vậy. Đứng dạng chân dạng hán là xong bắt đầu làm gì đấy. Ok, sao mỗi toa một người luôn á? Hồi nãy, tức là mỗi kiểu như mấy cái toa kia là một người đều không nói nha, mà con bé ở một mình trên một toa. Chấm hỏi. No, this is not either. You there young man. Cậu có nhìn thấy cái tin tức cuối cùng chưa? Cái tin tức mới nhất chưa? Tin tức của The Last Paper. Tôi tìm nó ở khắp mọi nơi. Nếu mà cậu tìm thấy nó thì hãy mang tới tôi. Tức là mình phải kiếm một cái tờ giấy nào đó. Mình nghĩ là mình phải kiếm một tờ giấy nào đó cho cái ông này. Ok, thôi đi tiếp nè. À, cái cửa này không mở. Mình phải quay lại hả? Này, tôi bắt đầu thấy là như một cái lúc mà mình quay lại thì mọi thứ sẽ bắt đầu khác á. Bà này thì vẫn đang nôn mửa hay là làm một hành động gì đấy. Bé ơi, bé có thấy cái gì không? 3-4 lock the door. What? 5-6 get your fix. Ô, đọc mỗi lần khác nhau nè. 7-8 don't be late. I tell you not my friend. Ồ, tức là nó sẽ đọc vậy thôi à, chứ không phải. Bucket in my shoe hả? Hình như là, từ để mình đọc lại một lần nữa nha. Cái đầu tiên là shoe, cái thứ hai là door, lock the door. Get your fix. Don't be late. You know my friend, ok. Mình nghĩ là nó sẽ có liên quan gì đó tới game ấy. Ông này vẫn ở đây, vẫn cố gắng bật lửa. Kìa mà ổng đứng không? Ông đứng ở ngoài chờ gió khi mà cái tàu đang chạy, xong ông cố gắng bật lửa. Hay, hợp lý. 10 điểm thanh lịch, 10 điểm smart IQ. Oh hey there brother, I didn't see you there. Ok, ông có cần gì không? Cậu cần một cái tờ giấy báo của tôi. À, tức là mình đang xin tờ giấy báo của ông này. Thì ông này đang nằm. Có vẻ như là nhân vật của mình là không nói được nha. Mấy cái lời thoại này là mấy cái lời thoại của người trong game á, của NPC á. This one got the newspaper. Mình có một cái tờ giấy báo. Ok, vậy là mình đã lấy một tờ giấy báo của ông này rồi. Mình thử đi quen qua đây xem. Cái này bằng khóa đó, tức là nhiệm vụ phải làm từng cái á. Ông này vẫn đứng bật lửa ngoài trời gió. Con bé vẫn chơi một mình trên một toa. Xem nào. Các bạn này thấy ghê sao á mấy anh em à. Mọi người à, ghê thiệt sự luôn á. Bà này hồi biến thành zombie hay gì không? Cái khúc này là đang bị cắn xong bị lây rồi á. Sợ bà. Ông ơi, cháu kiếm được giấy cho ông rồi ông ơi. Ông nói cháu biết cái cô ngoài kia có đang bị cái gì được không? Nhìn cũng kinh dị vậy. Ok, đưa báo cho ông này nè. Ông đưa lại cho mình một cái bật lửa. Vậy là mình phải đưa cái bật lửa cho cái ông. Ông đứng bật lửa. Thôi đừng nói chuyện nữa, thấy ghê quá. Kiểu đang nách xong rồi sao mình bắt đầu bay qua chộp mình, xong bắt đầu làm những vấn đề. Chú ơi, cháu đưa cho chú cái bật lửa này chú ơi. Đây nè, rồi đó, đốt lên hút thuốc đi chú. Ồ, à ông này ổng đi từ tức là ông này ổng hình như là ổng đi từ chiến trường quân đội về á, tức là ổng nhập ngũ xong rồi chuyến này là chuyến đi về cuối cùng của ổng nè. Ổng sẽ bỏ luôn, ổng sẽ gọi là đào ngũ hả? Không phải đào ngũ là trốn. Nói chung là sau khi ổng nhập ngũ xong á, ổng về với gia đình luôn. Hey look, một cái tấm hình của con chó của tôi. Coi có dễ thương hay không? Nhưng dù sao thì hút thuốc không tốt cho cậu. Ok up her, yeah. Oh là sao chưa hiểu lắm. Tức là giờ mình mới đi gặp đứa bé nè, tại vì hồi nãy nó không có đề cập đứa bé là nó nhặt được cái gì á của cái bà kia mới bị để đánh rớt lại á. Ok, nếu mà muốn lấy cái đó thì mình phải trả lời câu hỏi của con bé này. Which way do you think the train is going? Oh my god. Oh, how can I supposed to know? Mấy cái dây này lắc cũng ngẫu nhiên luôn. Từ từ mọi người, đợi coi lắc lần nữa coi. Nó lắc qua bên ấy trước. Tức là mỗi lần bị đụng là nó sẽ lắc qua đây hả? Cứ cho là west trước đi đã. So that what you think? Oh, sai. East or west là từ từ. Where exactly is what you are going? Your funny mister là sao? Cậu không, chú không muốn biết cái nơi mà trước xuống. What to go? Trước khi mà lên tàu à? Gotta be water. À, một cái hũ đựng thuốc. Ồ, hũ đựng thuốc này mình đưa cho bà này. À, tức là hồi nãy bà này, tức là cái ông kiểu đề cập tới bà này nè. Giờ phải đưa hũ đựng thuốc cho bà này. Ok, có vẻ như không kinh lắm. Okay, you're a lifesaver. I can't believe. Wait, it is wrong. It should be here. What? Bà nói là mình không nên ở đây á, mình cần phải đi á, cần phải đi ra khỏi chỗ này á. Ok. Không, ủa biến mất luôn kìa. Con bé biến mất luôn rồi. Ông này cũng biến mất luôn rồi. Ông ngồi ở đây biến mất luôn rồi. Nè, hơi sai ngang. Ui, cái gì đây rồi, trời ràn ơi. Anh ơi, em đùa ấy. Ui rồi ôi, khóa cửa luôn rồi. Tiếng điêu gì đây? Nhạc lên vậy. Ui, chớp kìa. Nhanh luôn nè, khẩn trương nè. Ui, nhạc chấm cái ghê vậy ơi. Nhạc ơi nên cái kinh vậy ơi. Cô ơi, cô đâu rồi? Ui, cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Vậy nè, không dám đi luôn ấy. Ôi, lâu lắm mà không xem cái chị luôn. Ui. Ở đây có nhện đâu đi. Mà đi nhanh này. Trời ơi, cái gì mà tùm lum vậy. Ôi, càng ngày càng nhiều vậy. Từ từ. Trong những lúc như thế này chúng ta nên nở một nụ cười rạng rỡ, bình tĩnh và quay đầu lại. Tối tối đen luôn kìa. Ui, ui, con người chạy tới. Con bé chạy tới. Con bé đang chạy tới. Con bé chạy tới. Ui, con nhện này. Con nhện kìa. Mọi người xem nhé, tôi không xem đâu. Ui, gần rồi. Quick, get in here. Ok. Ôi trời ơi, nó chạy tới xác luôn rồi. Ok. That was close. That was fucking definitely close. Oh god, you almost became a fool. Tất nhiên rồi, nó đến xác rồi. Ok. Hơi là mình đưa thuốc cho bà này chứ không là có vấn đề đấy. Listen, time helping me. We need to get out here. This train can take you home. Cái tàu này không thể nào đưa bạn về nhà được đâu. Không thể nào đưa anh về nhà được đâu. Anh... Ôi, tất cả những điều anh cần phải làm là quay 7 vòng. What? Vô lý. Vô lý. Quay 7 vòng. Vô lý. What the fuck? Từ từ. Mọi người bình tĩnh này. Ok. You hear me? Ở nghe tôi không? 7 lần. Xoay vòng 7 lần á. Đừng quên. À, có vẻ như cái này là điểm dừng của tôi. Ok. Ủa, nó đi kìa. Ơi, tôi đi theo được không? Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ui chị ơi, không mấy. Ở đây luôn đi. Đứng đợi em quay 7 vòng xong rồi chị đi được không? Em nói thiệt chứ giờ em đái nó máu luôn chứ. Đừng nói em quay 7 vòng, chị hiểu không? Sao nó cứ nhắc mình 7 vòng rồi vậy? Mày sợ tao bị quên à? Hay có cái gì ở xung quanh 7 vòng đấy? Rồi đi rồi. Ai ơi. Ôi cửa đóng luôn rồi. Ôi mình phải quay lại à? Ôi đùa. Quay lại cái phòng đó đó hả? Can I go to? Ủa là sao? Tôi nghĩ là mình đã đi qua đi lại 7 lần á. Này nãy giờ là lần thứ 4 rồi nè. Nãy là mình qua bên trái trước. Trái trước là 1. Bên phải là 2. Bên trái là 3. Bên phải là 4 nè, lần 5 nè. Rồi. Lần 6 nè. Đây lần 7, lần cuối đấy nè. Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Ít nha, ấn nè. Rồi. Ủa sao nó không mở cửa? Ui. À tức là mình ấn nút đi qua đi lại nó quay. Hả? Điều gì đây? Điều gì đấy? Thế thôi á. Này từ từ. Can go through here. Sao đi qua chỗ này được? Can go through. What the fuck? What? Đủ mới nhất hoa. Ủa là sao? Là như nào? Em kiểu gì đấy? Uầy, Gotti 2020 à? Uầy, game được thế. Này. Không, mà công nhận cái nhạc mà cái đoạn mà nó tắt đèn sau nó kêu mình vô mấy cái phòng ấy. Ui chỗ đó nó dồn. Nhưng mà là tại sao nhờ, tại sao lại như vậy? Tự nhiên cái xoay 7 vòng cái chui ra là sao? Game không có thông điệp không gì hết vậy. Vậy thôi hả? Press X to play again thôi chứ không có. Uầy, tụi game đình đám luôn á, gọi đỉnh của đỉnh luôn á. Uầy, không mà thật sự công nhận. Tuy là cái tựa game này nó hơi vô nghĩa và hơi vô lý. Vả cái nồi luôn, nhưng mà thực sự ra thì cái đoạn xây dựng lúc đầu á, nó sự nó không có nhạc, khiến cho mình cảm thấy là cũng hơi hồi hộp. Xong mấy khúc sau như lên cái nhạc mà nhìn đấy. Uầy, game được đấy, tinh tế đây. Tắt đèn xong con bé chạy tới không, xong biết nó con nhện căng hả? Được 10 điểm thanh lịch. Ok, vậy mình đoán đây sẽ là The Train to Home, hoặc là một cái trò gì đấy mà mình không nhớ tên được. Thì có gì mình sẽ để ở trên cái phần tên của video, và có thể là ở trên cái thumbnail của video để mọi người thấy, mọi người có thể search ra và trải nghiệm. Mình thấy mọi người cũng cần trải nghiệm đâu, coi thì xong rồi đó. Game khá đơn giản, quan trọng là nếu mọi người muốn tận hưởng cái sự cái gì đó hơi dồn dập một tí thì mọi người có thể tải về và chơi thử. Game rất là nhẹ thôi, không có gì cả, ít chứ mayo nữa. Ok, nếu mình cảm thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like để mình có động lực để làm những cái video xàm xí tiếp theo, hoặc là mình có thể để lại tên game để mình có được những gợi ý mới nhất để làm những cái video hay nhất dành cho mọi người. Mình có thể ấn nút share nếu cảm thấy video này thú vị và vui vẻ, muốn chia sẻ đến bản thân, những người trong gia đình hoặc là một nhóm người nào đấy. Mọi người đã ấn nút share. Còn nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với kênh của mình thì ấn nút subscribe để nhận được tất cả những thông tin mới nhất về kênh của mình, những thông báo mới nhất, những video mới nhất, những tựa game mới nhất mà mình sắp sửa chơi, sắp sửa bình luận về nó. Mình là Tân và đây là The Last Train to Home. Xin chào tạm biệt, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Goodbye.